hải đường bạn nhá. Cái loạt hải đường ở đây bạn sẽ nhìn thấy cái cây rất là to và rất là khủng ạ. Đó, cái cây này bạn thấy cái hoa của nó to không ạ? Hoa to phải bằng ngón tay, ngón chân cái. Ngoài các cây to thì nhà mình cũng có cả các cây bé giống như các bạn đang nhìn thấy ở dưới đây ấy. Cây bé nhưng mà tán rất là tròn, đẹp. Cái chỗ này mình sẽ quay cho các bạn một loạt các cây rất là to, rất là khủng ạ. Đặc biệt là có những cây cây mà có thoát thân ạ. Gốc một thân và là thoát thân rất là đẹp. Ví dụ như cái cây này ạ. Cây hải đường này tuyệt đẹp ạ. Thứ nhất là bạn nhìn thấy này, lộ thân và hiếm khi để có được một cái cây hải đường gốc to như này ạ. Vì là cái cây hải đường lâu lớn lắm ạ. Cây to đẹp. Rất to và đẹp ạ. Cao khoảng tầm 1m7 ạ. Chỗ này thì có một số cái cây thoát thân nhá bạn nhá. Các cái cây này sau khi Tết xong, chơi xong các bạn có thể trồng ra vườn để cho nó to, bởi vì nó có những cái thất gốc thoát thân rất là đẹp ạ. Đó. Cây rất to luôn ạ. Các bạn có nhu cầu mua các cây hải đường mà to như này, cao 1m7, 1m8. Tán riêng cây này tán này phải 1m2 ạ. Và có những cây thoát thân gốc rất là đẹp, to. Thì vui lòng liên hệ thật sớm nhé bạn nhá. 097 797 3535. Cây này cũng là một trong những cây đẹp, thoát thân tán to, nụ to không ạ? Bạn thấy cái ngón tay cái của mình nhỏ xíu hơn so với cả cái bông hoa. Còn đây là một loạt các cái cây hải đường tầm trung nhé bạn nhá. Rất là tròn cây, tròn tán tròn ạ. Và nụ thì nhiều ạ. Đặc biệt là nụ rất là to chứ không phải là nụ bé. Có một số cái cây mà mặc dù là tầm trung như này nhưng mà cũng vẫn có những cái cây thoát thân như các bạn cây bạn nhìn thấy đấy. Các bạn có nhu cầu thì liên hệ mua hàng thật sớm nhé. Bởi vì là nhà mình là nhà chuyên bán buôn cho nên là chắc là khoảng trong một tuần nữa thì chắc không còn bạn ạ. Đấy, các bạn có nhìn thấy không? Cái nụ hoa rất là to, rất to ạ. To chưa ạ? Đó. Cây đẹp ạ, nụ thì chi chít. Đấy, cái cây này cũng rất là đẹp này. Đó, cái cây này có độ thoát thân nữa này. Đấy, các cái cây bé, thấp, nó cũng rất là đẹp, tròn tán ạ. Các bạn có nhu cầu thì liên hệ thật sớm nhá. 097 797 3535 hoặc truy cập website www.hulatrees.com ạ.